Vâng, em xin kính chào các bác ạ. Hôm nay em xin trân trọng giới thiệu đến cho bác em Nissan 3 tấn nhá. Chiếc này thì sản xuất năm 2013, xe đẹp đời cao luôn. Trân trọng giới thiệu cho các bác. Đấy, xe đấy thì em đã tỉa qua nhá. Tại vì bên kia thì họ làm cái nghề gọi là cơ khí, kiểu nó đúc khuôn các thứ ấy, có cái mặt nó dính vào nên là bắt buộc phải sơn lại thôi. Đấy, sơn tỉa qua và rất là sạch sẽ rồi, giới thiệu đến cho các bác. Đấy, chiếc này thì có căng dài nguyên bản của nó là 1m07, có dịch giá nguyên bản, lốp kép. Đấy. Xe thì có thắp lưng 3m nha các bác nhé, đèn chớp các thứ đầy đủ hết. Đấy. Hoạt động mới có hơn 7.000 giờ nhé, 7.663 giờ, giờ chuẩn 100%. Đấy. Thì nữa em có đi xe máy di chuyển bằng hai lốp hơi, hai lốp đặc đằng sau. Tình trạng là sơn tỉa qua này các bác nhé, đấy, để mưa ngoài trời nên nhìn hơi bẩn, sửa lên là sạch sẽ ngay. Ghế thì đang bọc lại này. Đấy, xe này nhá, sản xuất vào năm 2013 này. Các bác thể quan sát đây. Đây, tháng 12 năm 2013 thì sắp sang 2014 rồi. Đấy, cần thì như máy xúc ấy. Đấy, cần như máy xúc luôn. Đấy, đây là dịch giá. Số thì là số tự động. Đấy. Xe rất là đẹp luôn. Nguyên bản xe đời cao, máy móc zin 100%, cam kết là không động gì máy móc, chỉ có sơn tỉa bảo dưỡng bên ngoài thôi. Xe này thì các bác có thể lấy được luôn nhá. Đấy, các bác để thay dàn lốp mới đây. Tầm tiền chiếc này thì hơn 200 một tí. Tầm tiền hơn 200 một tí mà các bác đi mua xe 3 tấn thì hầu như không có luôn. Rất là hiếm xe mà đẹp và đời cao như này luôn. Xe này thì cực kỳ hiếm luôn. Đây. Quay máy móc cho quang nhá. Máy TD27 cực kỳ ngon. Đây, quay zin từng con ốc này. Zin đến từng con ốc nha các bác nhá. Zin đến từng con ốc, rất là đẹp, đời cao, cánh quạt các thứ nguyên zin hết này. Đấy. Ốc này. Cổ phát các thứ đều nguyên zin hết. Xe thì nhập nhật 100%. Đấy, em sẽ lổ máy lên để giới thiệu đến cho các bác. Máy lổ ra đây em. Máy rất ngon luôn. Đây có chức năng dịch giá để nâng lên cho các bác xem này. Đấy, cần này cần số kết hợp nhá. Nghiêng ngả rồi là dịch lên xuống, nghiêng ngả ở đây hết. Đấy. Chức năng dịch giá này các bác làm vật liệu nhá. Làm xi sắt vật liệu các thứ đây. Xe này thì các bác nào mà muốn lên 4m thì đều có 4m cả. Đây em nguyên bản để 3m thôi. Đây. Cái tì này. Sáng bóng cực kỳ luôn. Rất là đẹp. Hàng này nhập nhật. Đấy, zin từ nguồn ốc. Xe quá đẹp luôn. Đây nha, chuẩn chỉ chạy 7.000 giờ, hơn 7.000 giờ, 7.600 giờ. Đấy. Mọi chi tiết đều hoạt động bình thường. Các bác có thể qua xem xe, test xe tại bãi bên em. Địa chỉ ở mặt đường quốc lộ 17, phố Tam Á, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đấy, luôn sẵn rất là nhiều xe để phụ các bác. Đấy. Xe này thì nếu mà các bác mà không thể được kết cấu thì có thể lấy luôn ở trong ngày. Xe rất là đẹp. 2 tấn rưỡi, 3 tấn em còn rất là nhiều. Thậm chí là tấn rưỡi, 2 tấn. Đấy, sắp tới này em lại hạ thêm công nữa nhá. Đây, chú ba công bên em ở trước mặt này. Sẵn rất là nhiều luôn. Các bác nào mà quan tâm chiếc này thì cứ liên hệ em nhé. Xe rất đẹp. 0379875765 em là Hoàng Lân, xe lân Nhật bãi, hân hạnh được phục vụ các bác trong thời gian tiếp theo. Đấy, tầm tiền chiếc này thì hơn 200 một tí thôi, rất là rẻ. Các bác cứ tìm xe 3 tấn mà đời 2013 có dịch giá lốp kép. Đấy, xe mà nguyên zin nhật, hàng nhập nhật thì hơn 200 thì các bác kiếm rất là khó, ít nhất cũng phải tầm 250 đổ lên rồi. Đấy, nhưng riêng chiếc này thì em bán cho bác hơn 200 này, còn lâu đến 250 thoải mái luôn. Đấy, vận chuyển tận nhà, vận chuyển toàn quốc cho các bác. Các bác mà quan tâm thì alo em nhé. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ kênh của em.